Mùa hè vừa qua, Neymar Jr. trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Paris Saint-Germain với giá trị chuyển nhượng 222 triệu euro. Anh muốn thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi và Ronaldo tại La Liga để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng thay vì những màn trình diễn ấn tượng hay nỗ lực trên sân tập, ngôi sao 25 tuổi lại là trung tâm của hàng loạt những tranh cãi, mâu thuẫn, tự cho mình là ngôi sao và muốn thâu tóm quyền lực tại PSG. Giới chủ giàu có ở PSG đã trao rất nhiều đặc quyền cho Neymar, khiến anh không khác gì ông vua thực sự ở thủ đô Paris. Còn nhớ một tháng trước, Neymar không nể mặt đàn anh Edinson Cavani quyết giành quyền đá penalty. Tất nhiên tiền đạo người Uruguay không phải dạng vừa, để Neymar muốn làm gì thì làm. Sau vụ lùm xùm suýt dẫn đến đánh nhau giữa hai tiền đạo Nam Mỹ, ban lãnh đạo PSG đã phải vào cuộc. Theo đó, từ mùa giải sang năm, Neymar sẽ được trao quyền sút phạt đền. Còn với Cavani, khi đó không biết có còn ở lại đội bóng hay không. PSG còn thuê hẳn hai chuyên gia vật lý trị liệu để chăm sóc riêng cho Neymar. Hơn thế, các cầu thủ PSG không được phép vào bóng quá mạnh với Neymar trong các buổi tập, tránh trường hợp cầu thủ đắt giá nhất đội bị dính chấn thương. Bóng đá hiện đại ngày nay yêu cầu tất cả các cầu thủ, kể cả những tiền đạo phải tham gia phòng ngự. Nhưng tại PSG, Neymar được miễn phí điều này, chỉ tập trung vào khâu tấn công và không bị bắt buộc hỗ trợ phòng ngự. Đến đây thì cũng có thể thấy dù chưa giành được quả bóng vàng nhưng Neymar cũng gần như là hơn hẳn Messi hay Ronaldo ở khoảng này. Với thương hiệu được gây dựng từ ngày còn ở Barcelona, Neymar yêu cầu có nhà tài trợ riêng và không phải chia sẻ doanh thu với đội bóng chủ quản. Trong khi các cầu thủ PSG sẽ phải sử dụng túi xách thương hiệu PSG, Neymar thì được phép dùng túi xách của nhãn hiệu khác mà anh làm đại diện hình ảnh. Ngoài ra, Neymar còn đang là cầu thủ nhận lương cao nhất tại câu lạc bộ và nhiều điều khoản ưu đãi khác mà không có bất kỳ cầu thủ nào nhận được. Việc PSG quá ưu ái Neymar trong khi anh chưa vươn tới đẳng cấp của Messi hay Ronaldo đã khiến nhiều đồng đội tỏ ra nóng mặt và bất mãn với cách hành xử của ban lãnh đạo và với riêng cá nhân cầu thủ người Brazil.